Sự tích mặt trăng. Ngày xưa, ngày xưa, suốt hàng thế kỷ dài, thế gian chỉ luôn là ban ngày sáng rực. Con người không biết đến bóng đêm là gì. Thần mặt trời luôn tự hào vì soi sáng cho vạn vật, mà không biết rằng mọi sinh linh dưới mặt đất đang dần kiệt quệ. Trời cứ nắng chang chang mãi thế này thì sống sao nổi nữa đây? Kìa bác, bác có sao không? Cô làm ơn cho tôi xin hớp nước. Nước ư? Cả nhà mình cũng chỉ còn chỗ nước này cho lũ trẻ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ thì tôi có thể tiếp tục về nhà tiếp rồi. Đã nhiều ngày qua, giờ tôi mới có được hớp nước mát lành đến thế. Không có gì, nhưng trời cứ nắng gắt mãi, ngày qua ngày thế này, thì bác nên giữ sức, chứ sao lại cứ đi ròng rã vậy? Ngày đêm thì khác gì nhau đâu. Thôi thì tôi cố gắng trở về nhà bên vợ con, cầm cự qua ngày thôi. Chứ tôi đã đi khắp bốn phương tám hướng, tìm đường sống, mà chẳng chỗ nào khá hơn cả cô ạ. Có đi bốn phương tám hướng cũng không khá hơn ư? Cứ thế này không được rồi, mùa hè oi bức lại sắp đến nữa. Làm sao mà sống nổi? Chỉ còn một cách thôi. Các con của mẹ, mẹ phải đi tìm thần mặt trời để xin ông ấy tắt bớt nắng và ban ít bóng đêm cho con người nghỉ ngơi một chút. Vì thế, mọi việc ở nhà các con hãy giúp mẹ, anh em trông chừng lấy nhau được không? Vâng thưa mẹ, con sẽ chăm sóc em chu đáo. Gạo ở trong chum, lu nước cũng đã đầy. Sẽ đủ cho các con đến 15 ngày của tháng, nên đừng để khát quá. Mẹ sẽ về nhanh thôi. Còn bao xa nữa mới tới đây? Ủa, ai kia? Nhìn đôi môi khô khốc và làn da nứt nẻ của bà ấy kìa. Bà là ai vậy? Bà không biết đây là chân núi cắm lên nhà trời sao? Chân núi cắm lên nhà trời? May quá! Sao bà lại vui thế? Bà mà bị bắt gặp sẽ bị phạt đấy. Có bị phạt, tôi nhất định cũng sẽ phải lên gặp thần mặt trời cho bằng được. Tôi phải kể cho người hiểu nỗi khốn khổ ở dưới trần gian, khi mặt đất suốt ngày bị ánh sáng của người thiêu đốt. Với lại, tôi phải gặp được ngài để xin ngài ban cho ít bóng đêm. Không thì, các con của tôi cũng đến kiệt sức mà chết mất. Được rồi, nếu bà quyết tâm thế, thì tôi sẽ giúp bà đến được chỗ thần mặt trời. Hãy theo tôi. Người trần gian, sao ngươi dám to gan lên đất cấm của trời thế kia? Dạ, xin thần mặt trời lượng thứ. Tôi liều mạng đến đây chỉ vì không đành nhìn thế gian và các con của mình chết mòn trong đói khát. Tôi xin người hãy ban mưa, tắt bớt cái nắng và để thế gian vài giờ có bóng đêm để mọi người có giấc ngủ ngon ạ. Cả gan thay người trần mất thịt. Chẳng phải suốt ngàn năm qua các người dùng nắng và ánh sáng của ta để mưu sinh đó sao? Giờ sao người dám nói những lời như vậy? Bẩm thần mặt trời tối cao, đúng là chúng tôi cần ánh sáng cho công việc. Nhưng những lúc nghỉ ngơi, ánh sáng khiến chúng tôi không chợp mắt được. Dần dần ai cũng tiều tụy, không còn khả năng làm việc nữa. Xin thần suy xét. Có chuyện đó sao? Ta không ngờ rằng lại có tình huống này. Nhưng không thể tắt nắng để bóng đêm tràn ngập thế gian được. Vì ánh sáng sẽ xua đuổi tà ma quấy phá. Nếu bóng đêm ngự trị thì yêu ma sẽ lộng hành, con người lại càng gánh thêm phần khốn khổ. Thế này thì chúng thần biết phải làm sao ạ? Chỉ có một cách là trong bóng đêm phải có ánh sáng soi đường cho con người tránh quỷ dữ. Nhưng ai sẽ hy sinh thân mình để hóa thành nguồn ánh sáng đó đây? Xin thần hãy để tôi làm nguồn ánh sáng đó. Ngươi sẵn sàng thật không? Nhưng xin thần hãy cho tôi thêm một ngày để chia tay các con của mình. Được. Mẹ, mẹ về rồi. Con nhớ cách gieo mạ chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, tốt rồi. Con xong rồi, mẹ xem có đẹp không này? Con của mẹ khéo tay lắm, đẹp lắm. Mẹ ơi, nhờ có mẹ dạy dỗ mà chúng con mới làm được những việc có ích. Mẹ đừng bao giờ rời xa chúng con mẹ nhé. Ừ, mẹ sẽ luôn dõi theo các con của mẹ. Tạm biệt các con. Ngày hôm ấy là rằm tháng 8. Bóng đêm lần đầu bao phủ thế gian.
Nhờ có bóng đêm, con người đã có thể nghỉ ngơi sau ngày dài làm lụng mệt mỏi. Mặt đất và cây cối nhờ đó cũng có sức sống trở lại. Vầng sáng tròn vành vạch với thứ ánh sáng dịu dàng trên trời được người đời gọi là mặt trăng. Mặt trăng được kết tinh từ tấm lòng người mẹ, luôn soi sáng, dẫn lối cho các con thân yêu của mình. Ánh trăng tỏ nhất vào đêm 15-16 âm lịch, vì đó là ngày hẹn hội ngộ của mẹ con họ. Và cứ đến ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, những người con lại làm một cặp bánh để dâng lên mẹ. Đến nay, người đời gọi là bánh trung thu. Cuộc di cư bất thành. Ra đây bàn chuyện lớn đây. Trật tự, mọi người trật tự nghe tôi nói này. Mọi người biết gì không? Cậu Biên Trố đã về quê nghỉ hè rồi. Thật là khủng khiếp. Năm ngoái cậu ta đã tàn sát họ nhà Dế chúng tôi một cách thê thảm. Anh hai tôi bị què chân, chú ba bị chột mắt, tôi thì bị gãy cả đuôi. Đúng rồi, cậu ta đúng là một hung thần. Họ hàng nhà chúng tôi đã bị cậu ta phơi khô gần hết cả. Cánh của chúng tôi cũng bị cậu ấy ngắt sạch đây này. Đúng vậy, cậu Biên Trố là nỗi khiếp sợ của tập đoàn côn trùng chúng ta. Vì vậy, tôi tập hợp mọi người lại đây để lên kế hoạch di cư. Chúng ta phải đi càng xa nơi này càng tốt, tránh để một cuộc tàn sát dã man lại xảy ra lần nữa. Đúng rồi, đồng ý, nhất trí. Thế các cậu thì sao? Không thấy ý kiến gì cả. Nghe nói hè năm nay mưa nắng thất thường, bọn mình mà đi thì lấy ai thông báo thời tiết cho nông dân phơi lúa, đốt rơm? Ôi dào, nắng mưa là chuyện của trời, sinh tồn mới là chuyện sống của côn trùng chúng ta chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi, chuồng chuồng các cậu quyết định nhanh lên. Chờ đến tối nay chúng ta sẽ lên đường. Bây giờ ai về nhà nấy, nhớ phải nắp kỹ vào, cẩn thận không bị cậu Biên Trố bắt được là toi. Đúng rồi, thôi về đi. Chúng tôi biết rồi, hẹn gặp tối nay. Đã đầy đủ quân số chưa? Chúng ta bắt đầu cuộc di tản sang bên kia cánh đồng ngay bây giờ. Nhà ve cũng có mặt. Chúng tôi đi đủ. Thấy mấy đứa chuồn chuồn đâu hết cả rồi? Bọn họ định ở lại để dự báo thời tiết cho nông dân thật hả? Mọi người ơi, cô ớt nhà chúng tôi gặp nạn rồi. Sao? Ớt bị làm sao? Các cậu vừa nói gì? Chuồn chuồn ớt bị làm sao? Ớt nó bị Biên Trố bắt đi rồi. Ôi trời, nguy hiểm quá. Tại sao lại bất cẩn để bị bắt đi kia chứ? Đã dặn đi dặn lại là phải trốn cẩn thận. Chắc là nàng ớt lại không nghe lời phải không? Phải, ớt nó thấy trời sắp mưa mà thóc của bà nội Biên Trố lại phơi đầy sân. Thế là nó chạy ra, bay là đà mặt đất nên dễ dàng bị tóm. Đồ ngốc này, sao lại tự mình chui đầu vào rọ như thế chứ? Đúng rồi, ngốc nghếch thật, tự dưng đi nộp mạng à. Thôi, muộn rồi, tiếp tục kế hoạch di tản thôi. Đứa nào chán sống thì kệ nó. Xin anh, xin mọi người tìm cách cứu ớt với. Nếu như mọi người không cứu, chắc ớt chết mất. Cô ấy tuy bướng bỉnh, nhưng là một người tốt và ngay thẳng. Mèn à, ở đây chỉ có anh là văn võ song toàn, lại dũng mãnh, anh giúp ớt nhà tôi nhé. Việc ở lại nơi này đã là nguy hiểm, giờ đi cứu chuồn chuồn ớt khỏi tay cậu Biên Trố còn nguy nan gấp trăm lần. Chúng ta thậm chí sẽ phải chịu tổn thất và thương vong. 500 anh em có dám không? Giống loài chúng tôi vẫn mang tiếng là không giữ lời, nhưng nào phải vậy? Tôi nghĩ cùng là đồng loại, chẳng nhẽ thấy chết mà không cứu. Đúng rồi, chuồn chuồn ớt gặp nạn là vì có ý làm việc tốt. Chúng ta bỏ đi khác nào hèn nhát. Đúng rồi, chết vinh còn hơn sống nhục. Côn trùng thì sống được bao lâu chứ? Sống sao cho đáng sống. Thôi được rồi, thể theo ý kiến số đông, tôi quyết định tập đoàn chúng ta sẽ quay về cứu chuồn chuồn ớt khỏi tay cậu Biên Trố. Dù sao, cuộc đời cũng chỉ có một. Phải sống sao cho đáng. Không thể để người đời đánh giá chúng ta hèn kém, đánh đồng như loài sâu bọ được. Chúng ta sẽ trốn ở đây để quan sát, chờ thời cơ tới sẽ ra tay. Đồng ý.
bây giờ ra ao tập bơi. Tao nghe nói, cho chuồn chuồn cắn rốn là biết bơi liền à. Nhanh lên. Mày cầm cái dây buộc chuồn chuồn này cho tao, để tao cho nó cắn rốn nhé. Em tưởng muốn tập bơi thì phải ôm phao chứ. Trên tivi vẫn dạy thế mà. Mày thì biết cái gì, cứ làm theo lời tao bảo. Cắn đi, cắn rốn tao đi. Ớt kia rồi, cậu ấy bị pin trố trói chặt thế kia, làm sao thoát được? Chờ tôi ở đây nhé, chừng nào tôi tuyết còi thì xông lên nha. Đã bảo là cắn vào rốn cơ mà, con chuồn chuồn này ngu ngốc quá. Ai da, các anh em mau ra giải cứu chuồn chuồn ớt, nhanh. Ai da, đau quá, đau quá. Bọn côn trùng chết tiệt, bắt hết chúng nó lại. Bọn côn trùng đáng chết, để tao về nhà lấy cái vật lưới, bắt hết chúng nó lại trừng trị. Đúng rồi, nó cắn tay em vẫn còn đau đây này. May quá, không có ai bị thương tích gì. Bây giờ chỉ còn việc bay sang bờ sông bên kia trốn thoát tên binh trố hung thần. Cậu tự do rồi nhé, lần sau đừng có mà dại dột thế nữa. Cảm ơn mọi người đã không ngại khó khăn, quay lại cứu tôi. Nhưng... còn nhân gì nữa? Mau ăn uống lấy sức để bay sang bờ sông bên kia thôi. Đúng rồi đấy. Nếu chúng ta bỏ đi hết, sẽ phá vỡ hệ sinh thái nơi đây. Ban ngày, các chị ve chẳng còn luyện opera. Hàng đêm, anh giấy mèn cũng không còn kéo nhạc. Mỗi bông hoa sẽ héo mòn chờ bươm bướm thụ phấn. Lấy đâu cào cào, châu chấu để tìm bắt lũ sâu bọ nữa chứ? Đấy không phải việc của chúng ta. Nếu con người không biết sống hòa hợp cùng tự nhiên, thì họ sẽ tự chuốc lấy tai họa thôi. Pin trố là một cậu bé nghịch ngợm thôi. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò mà. Ôi mọi người nhìn xem, cậu pin trố ngỗ nghịch đang phải nhận lấy bài học đắt giá kìa. Trời ơi, em đã nói là đừng động vào tổ ong mà anh không nghe. Tao biết rồi, giờ thì tao xin chừa. Đáng đời cậu pin trốn nghịch ngợm. Vậy là chúng ta không cần trốn đi đâu nữa rồi. Nội ơi, con biết bơi rồi. Không cần chuồn chuồn cắn rốn mà con vẫn bơi được đó. Mà hôm nay ghế kêu hay vậy nội. Bin ngoan, Bin không nghịch ngợm bắt côn trùng, nên chúng đến chơi nhạc cho Bin nghe đó. Con nhện cứu mạng. Kia rồi, sắp tóm được nó rồi, nhanh lên nào. Thôi chết, bọn chúng sắp đuổi kịp mình rồi, làm thế nào bây giờ? Liệu chúng có nhìn thấy cái hang này và phát hiện ra mình không nhỉ? Thôi kệ, đằng nào cũng không thoát được, mình cũng không còn sức mà chạy tiếp nữa. Đau quá, con nhện khốn kiếp này, mày dám cắn tao à? Tao phải đạp chết mày mới được. Xem ra thì số phận của nó với mình cũng giống nhau, cũng bị dồn đến bước đường cùng rồi. Tuy mày đã cắn tao, nhưng tao sẽ vẫn tha mạng cho mày. Đi đi, kẻo toán cướp đuổi đến đây là mày cũng không còn đường thoát thân đâu. Mày có biết chỉ vì tao trót nhìn thấy mặt tên cầm đầu toán cướp mà chúng truy bắt tao đến tận cùng không? Chắc số tao nó tận thế rồi. Giá như mày là một con người thì tao có thể nhờ mày tìm về gia đình tao để báo tin. Chỉ một lát nữa thôi là bọn chúng đuổi đến đây rồi. Sao bây giờ lại không thấy dấu vết của tên đó? Rõ ràng chúng ta thấy hắn chạy về phía này mà. Chắc chắn là hắn đang trốn ở đâu, chứ không thể chạy nhanh thế được.
Mau chia nhau ra tìm. Vâng. Thôi chết, bọn chúng đã đến đây rồi. Mình tiêu đời rồi. Đại ca, ở đây có một cái hang này. Thôi xong rồi. Đâu, hang đâu? Đây ạ. Cái hang này mạng nhện đã chặn kín, chứng tỏ đã lâu rồi không có người ra vào. Chắc chắn hắn không có trong đấy đâu. Là mày làm đúng không? Chắc hắn chạy xa rồi. Chúng ta tiếp tục đuổi theo còn kịp. Không thể để hắn chạy thoát được. Vâng, thưa đại ca. Bọn chúng đi thật rồi sao? Cảm ơn mày nhé. Mày đã cứu tao một mạng rồi. Tao đã không sai khi không hại chết mày. Trong cuộc sống, đôi khi giúp đỡ người khác cũng đồng thời là giúp đỡ chính bản thân mình. Vì vậy hãy giúp đỡ người khác bất cứ lúc nào có thể. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.